Chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay Mộc xin giới thiệu cho mọi người cái mẫu bàn ăn cam xe mặt gỗ gõ đỏ về kiểu bán tây. Bán tây là kiểu lượn lượn, mọi người thấy hai bên vườn nó lượn không? Đó, kiểu bán tây là lượn lượn. Và bộ bàn cam xe 8 ghế này giá hiện tại là 18.500.000. Giá bao gồm là Mộc sơn xịt hoàn thiện và miễn phí giao hàng tận nhà cho mọi người trong vòng bán kính 40 km. Và bộ bàn ăn này thì đã thuộc về chị khách của Mộc ở Thủ Đức nha mọi người. Thì Mộc xin báo kích thước cho mọi người luôn. Cái bàn ăn cam xe này thì cái kích thước chiều dài của nó là dài 1m93, ngang là 0,93, cao từ đất lên trên cái mặt này là 75, còn cao từ đất lên trên cái mặt ghế ngồi là 44, và cao từ đất lên trên tới tựa lưng này là 1m11 đó. Và kiểu này kiểu gõ đỏ hai tựa. Là tất nhiên là các số mà khi mà Mộc làm cho mọi người là nó đều vô số phong thủy hết nha mọi người. Và một bộ như thế này đó, mọi người thấy rất là đẹp nha. Kê 8 ghế thì nó sẽ kê như thế này đấy, 3 ghế hai bên, 2 ghế đối đầu. Và giá của bộ này là 18.500.000 nha mọi người. Mộc xin nhắc lại giá là 18.500.000. Đây, bàn này nó thiết kế theo kiểu 35 khung chăn. Nghĩa là cái viền ngoài này là dày 2,5 phân. Đó là gỗ căm xe nha mọi người. Nhưng mà cái mặt bên trong là gỗ gõ đỏ, hay còn gọi là gỗ bên, gỗ cài te đó. Mọi người thấy cái mặt bên trong này thì nó lớn này. Đó, một số khách hỏi là vì sao không làm bằng gỗ căm xe toàn bộ. Thì cái cây gỗ căm xe mọi người, nó làm cái thớ nhỏ thôi thì được. Nhưng mà nếu mà nó làm cái bệnh quá to thì nó không có gỗ là một. Cái thứ hai là cái gỗ căm xe nó dễ nứt, mà nứt răm răm á. Đó, mình làm cái mặt lớn thì nó dễ xé lắm. Đó, nhưng mọi người thấy cái ghế bàn ăn này. Đó, cái ghế bàn ăn, cái mặt này cũng là mặt gõ. Và cái này cũng là mặt gõ. Cái gỗ căm xe nó rất là cứng nha mọi người. Đó, cứng cực kỳ luôn. Nếu mà về độ cứng của nó là nó cứng hơn gỗ gõ đỏ luôn. Nhưng mà về cái nó cứng nhưng mà nó không có phải là cái cây mà để lại mặt lớn được. Bởi nó dễ xé lắm. Đó, mọi người thấy cái chân căm xe này. Cái gỗ căm xe thì nó không có đẹp hết được nha mọi người. Đó, bởi vì nó bây giờ nó rất là hiếm rồi. Nên nhiều khi nó có lỗi rồi. Đấy, mọi người thấy không? Thì khi Mộc sơn thì Mộc làm lại cho mọi người thôi. Đó. Nhưng mà Mộc sơn rất là đẹp nha mọi người. Mọi người thấy ấy, cái hàng bên nhà Mộc ấy, mọi người thấy thường mọi người coi trên hàng thị trường ấy, mọi người thấy cái gỗ căm xe của mọi người mua ấy, nó cứ ẩn ẩn ra. Nó không phải là màu gỗ thiệt, bởi vì người ta sử dụng hóa chất, người ta tẩy gỗ á. Để nó rẻ làm gỗ gõ đỏ, nhưng mà ở khu làng nghề Mộc người ta thất vậy ấy. Nhưng mà làm như vậy rất là xấu nha mọi người, thực sự luôn. Nếu mà mọi người xài một thời gian nó lật màu nhau, nó lang lang lổ xấu lắm. Còn bên Mộc sơn ấy, Mộc xử lý sơn này, mọi người thấy sơn cái màu tự nhiên này. Đấy, màu kem kem này. Khi mọi người càng xá này, nó càng lên nước. Rất là đẹp luôn. Đó, cái yếm viền này. Đó, chạm rất là đẹp nha. Đó, chạm rất là đẹp, và Mộc sơn rất là sạch. Đấy, còn cái chuyện mà ở khu làng nghề Mộc nhiều khi bên mấy xưởng kia người ta bán một bộ 16 triệu, 17 triệu cũng là bộ 8 ghế. Thì cái chuyện này là chuyện bình thường nha mọi người, bởi vì cái chất lượng á. Đó. Bởi vì một sơn một bộ như thế này đã sơn mắc hơn 500 ngàn rồi. Đó, tiền cây rồi nọ làm một bộ đã mắc hơn cả 700-800. Cái chuyện mà chân lật 1 triệu mấy hay gì là chuyện bình thường. Còn nhiều xưởng người ta làm xịn hơn, người ta bán 20 mấy triệu. Cũng là chuyện bình thường luôn. Đó. Chứ mọi người mua cái chuyện xưởng bên này lật giá xưởng kia là chuyện bình thường mọi người. Nhưng mà quan trọng cái chất lượng mà người ta làm cho bạn ấy, nó đáng với cái số tiền mà bạn bỏ ra không thôi. Chẳng hạn nếu mà Mộc nhận bạn làm bộ 20 mấy triệu, thì thay vì các họa tiết là Mộc làm mỏng, thì Mộc làm dày hơn, Mộc sơn xịt sạch sẽ hơn, đó thì cái giá nó cao hơn thôi. Đó. Mọi người thấy các nét sơn của bên Mộc nha, sơn rất là sạch luôn. Đó. Làm một bộ rất là đẹp như thế này chỉ có 18.500.000 thôi. Đó. Rồi, nếu thấy clip của Mộc hay nhớ bấm đăng ký nhé mọi người. Quên, xe Mộc đang chất hàng đi luôn nha. Đó. Đó, mọi người thấy xe bên Mộc đang chất hàng đi nha. Đây, ông ăn Mộc cũng đang chất hàng đi. Ông ăn Mộc đang chất hàng đi Thủ Đức luôn. Đó. Đây, hàng chất đi khá là nhiều nha mọi người. Đó. Nhờ mọi người ủng hộ bán chạy cực kỳ luôn. Vậy nha mọi người nha. À, mọi người thấy cái trụ chân này, trụ chân đặc gỗ căm xe. Đó.
Và râu nó là gỗ cam xe luôn. Đấy, gỗ cam xe nó rất là cứng nha mọi người. Nhưng mà đấy, nó nếu mà nó thường thường nó hay gang gang răm răm á. Mọi người thấy hơi gang răm răm. Trụ 18 phân. Râu này râu 7 phân. Ba râu 7 phân. Râu chạm bằng tay mọi người. Rồi, đó, vậy xong rồi. Bộ ghế ở dưới gầm này mấy thang đỡ em mọc cũng làm bằng gỗ cam xe cho mọi người nha. Nói chung là không phải gỗ tẹp với mọi người. Còn bình thường nếu mà lâu lâu ấy mà không có gỗ thì mọc cũng làm bằng gỗ thao lao á. Thì cái gỗ thao lao nó cũng chống mối mọt luôn. Đó. Còn cái bộ này thì bọn người có thể xài 30-40 năm là chuyện bình thường nha. Nó là gỗ quý mà. Đó. Nhưng mà nhà bà chị Mộc ấy có một bộ như thế này nhưng mà bà ấy không thích xài. Bà ấy thích xài bà ấy ăn gỗ cao su mọi người. Mọi người biết sao? Bởi vì bà ấy kêu cái bộ ghế này nó rất là nặng. Bà ấy không thích xài. Bà ấy thích xài bà ấy ăn ghế cao su 3,2 triệu bộ vậy á. Đó. Tùy mỗi người mọi người chứ không phải là nhiều khi là mọi người thích xài này xài kia. Nhiều khi đấy chị Mộc có tiền nhưng mà chị Mộc thích xài vậy thôi. Đó. Mỗi người một sở thích. Rồi vậy nha mọi người nha. Ở đây mọi người thấy là có chiết khấu nhưng mà thực ra là cô Hồng cô mua hàng của Mộc là lần thứ hai nhé mọi người. Đơn hàng trước là cô Hồng mua của Mộc là 16-17 triệu rồi. Nên đơn hàng sau này tất cả các khách hàng mà mua lần hai là sẽ được Mộc giảm giá 3% nhé.